hàng phượng vĩ trong sân trường thả mình xuống những cánh hồng rực đỏ. Tiếng con ve sầu bắt đầu ngân lên những điệp khúc báo hiệu hè về, là những học sinh cuối cấp từ giã bạn bè thầy cô tung cánh chim nhỏ bé ra khắp phương trời để tìm cho mình một hoài bão ước mơ. Giờ phút chia tay bình trình trên từng ánh mắt, trên từng trang lưu bút của cựu học sinh còn lưu giữ khoảnh khắc thân thương của mỗi người mang đi trên khắp mọi nẻo đường. Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Kỷ niệm chẳng là gì nếu lòng ai vội xóa, nhưng nó là tất cả nếu lòng người giữ nguyên. Rồi mùa hè đã qua, trở lại mái trường xưa, nhìn lên phía hàng cây xanh bao la nhớ nhung. Giờ học sao khó quên mối tình đầu thiết tha ngập ngừng trong ánh mắt ai thoáng nhìn qua. Mãi trong ta còn nhớ những phút giây bên nhau, ngày nào ta chung lối tay nắm tay nhau vui ca. Có bao giờ ta trở lại những kỷ niệm xưa êm đềm, phút giây thoáng qua trong tim chúng ta vẫn còn thương nhớ. Chân trời cháy lên tình yêu cuộc đời, tháng năm đã qua đưa ta trở lại bên nhau. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mãi chia xa lòng chờ dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc đã xa rồi, bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Yeah! Nhiệt liệt chào mừng tất cả các bạn trong tập thể lớp 12A10 liên khóa 2000-2003 trường Trung học phổ thông Ninh Giang. Hôm nay chúng ta đã về dự hội khóa kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ra trường. Sau 20 năm thì tôi thấy là tất cả các bạn ở trong lớp mình vẫn như xưa, đúng không? Trường học vẫn thế, đúng không? Hàng cây vẫn thế, thầy cô giáo vẫn như thế, và chúng ta nhìn này vẫn như thế. Chúng ta nhiều mỡ hơn luôn. Ngày xưa cái bạn là béo nhỉ, bây giờ thì gầy nhỉ. Hồi này nó đói ăn. Những ngày xưa là có hơn thì bây giờ là béo. Có lẽ bởi vì cái ấm áp chia xa, cuộc đời mỗi người chỉ có một lần mà thôi. Nhưng có một lần để nhận ra đã đi bên cạnh tình yêu từ lâu rồi mà không biết, sắp chia xa rồi mới thấy nhớ thương, để lưu luyến, để tiếc nuối vẫn là hạnh phúc lắm. Thời gian càng trôi xa thì những cảm xúc trong sáng mang hơi thở nồng nàn của mùa hạ ấy càng mờ nhạt trong lòng mỗi người. Đến bây giờ, mỗi đứa đã một nơi, mỗi đứa một cuộc đời. Nhiều đứa ở những phương trời xa lắc, có đứa ra đi không bao giờ trở lại, có đứa đã tốt nghiệp đi làm, có đứa vẫn còn đi học, có đứa đã kịp xây dựng cho riêng mình một gia đình nhỏ bé, có đứa thì lại chia tay với mối tình đầu và mãi chưa thấy mối tình thứ hai. Mỗi đứa đều có những lo toan riêng, chẳng thể nào sống cho nhau hết mình dễ dàng như ngày ấy. Phải đến bây giờ, sau bao năm chia xa,
trở lại bên nhau không nhất thiết phải nhìn mặt nắm tay, chỉ cần chúng mình còn nhớ về nhau trong những phút giây êm đềm bên nhau, cũng như là đã gặp nhau vậy. Chào tất cả các em A10 thân yêu. 20 năm, hôm nay mới được gặp lại các em. Rất nhiều những gương mặt thân quen cô vẫn nhớ, chỉ có cái là lâu quá không gặp cho nên quên mất tên. Các em thông cảm nhé, bởi vì già rồi. Rất là vui và cảm động ở chỗ là gặp các em. Ai cũng khỏe mạnh là một này. Cái thứ hai là rất nhiều em thành đạt. Các em tất cả ngày xưa tính nết như thế nào thì bây giờ vẫn cứ như thế. Không thay đổi. Hy vọng là những cái năm sau này đấy, có điều kiện đấy, thì cô và các em vẫn tiếp tục gặp nhau và không cần phải hoành tráng làm gì cả. Như hôm nay mà chỉ gặp một nhóm, giả dụ có điều kiện ấy, thì gặp thêm cô trò nói chuyện, trao đổi, hỏi han tình hình gia đình rồi sức khỏe rồi con cái như thế nào thôi. Chỉ muốn là trông thấy các em, thấy các em thay đổi như nào rồi hỏi han xem là các em cuộc sống của các em ra sao. Thế cô cũng không biết nói gì, cô cũng đại loại là bây giờ cô ngại. Ngại xuất hiện thế lắm đâu, ngại chụp ảnh, ngại mọi cái. Nên cô chỉ nói mấy câu tự đáy lòng mình như thế thôi, rất là chân thành. Và cô cũng mong các em ấy là càng ngày càng khỏe hơn, rồi là tấn tới trong mọi lĩnh vực. Rồi nuôi dạy con cái cho khỏe mạnh này, rồi ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trường. Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy, để em đến bên bờ ước mơ. Rồi năm tháng sâu dài gió mưa, cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa. Dòng đời từng ngày qua êm đềm trôi mãi. Chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bay giờ gió mưa. Còn ai nhớ, ai quên con đò xưa. Tháng vô tình trôi mãi mãi, có hay bao mùa lá rơi. Thầy đã đến như muôn ngàn tia nắng, sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa trong đôi vai. Thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Cô và các bạn, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại. Thấm thoát đó mà đã 20 năm kể từ ngày chúng em tốt nghiệp lớp 12 ra trường vào năm 2003. Và cũng là lấy thời gian với bao nhiêu nỗi đo, bao nhiêu những kỷ niệm. Cứ mỗi khi hè đến khi cánh phượng hồng như đang rực cháy, thì những kỷ niệm ngày xưa, kỷ niệm áo trắng một thời lại ùa về. Và lần đầu tiên sau 20 năm được sự chấp thuận của ban giám hiệu nhà trường, sự ủng hộ nhiệt tình của ban liên lạc các nước và sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn cựu học sinh K36, hôm nay chương trình tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày ra trường trung học phổ thông Ninh Giang với chủ đề hội ngộ và tri ân. Đây là dịp để chúng em có thể gặp lại các thầy cô kính yêu và các bạn học thuở nào. Oh,
rồi hè vội đi, là mùa hè cuối nhé. Một thời vui hồn nhiên chậm lại một chút.